Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm món bánh da lợn khoai lang tím. Bánh da lợn thì có rất là nhiều loại đó các bạn. Và hôm nay thì mình thử kết hợp với khoai lang để xem hương vị nó như thế nào đó. Và các bạn hãy cùng mình vào bếp và thực hiện ngay cái món bánh này nha. Và để làm cái món bánh này thì mình không thể nào thiếu khoai lang được. Đây mình có chuẩn bị một củ khoai lang nặng 150g. Và mình dùng loại khoai lang màu tím nha, để cho nó có cái màu đẹp đó. Và đây là bột năng mình dùng 400g. Phần đường thì mình sẽ dùng 400g và một ít muối. Phần nước cốt dừa thì mình sẽ dùng 800ml và 100g bột nếp. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đi gọt cái phần khoai lang này ra. Khoai mình đã gọt xong rồi, bây giờ thì mình sẽ đem đi rửa sạch lại với nước lạnh. Phần khoai này thì mình sẽ xắt miếng nhỏ ra như thế này, để khi mình hấp thì nó sẽ mau chín hơn. Mình đã cho khoai vào trong cái xửng hấp rồi, và mình sẽ hấp trong vòng 10 phút. Nếu mà các bạn không hấp thì mình có thể luộc cũng được nha. Và trong lúc mà mình hấp khoai lang á, bây giờ mình sẽ trộn bột nhé. Mình sẽ cho 400g bột năng vào trong một cái tô. Tiếp theo là mình sẽ cho hết phần bột gạo vào. Và mình sẽ cho hết phần đường này vào luôn. Rồi cho vào một ít muối nữa. Và mình sẽ chế vào 800ml nước cốt dừa. Mình chế vào phân nửa thôi nhé, rồi trộn đều lên rồi mình mới chế hết cái phần nửa phần nước cốt còn lại vào. Để cho phần bột được mịn hơn thì mình sẽ lượt qua một cái rây. Sau khi mình lượt qua một cái rây xong á thì cái phần bột của mình nó rất là mịn luôn. Và phần bột này thì mình sẽ chia ra thành hai phần bằng nhau. Và bột thì mình đã chia ra thành hai phần bằng nhau rồi. Cái phần bột trong cái thau này thì mình sẽ để nguyên nhé, làm phần bột màu trắng. Còn phần bột trong cái tô này thì mình sẽ cho khoai lang vào. Rồi khoai mình hấp cũng đã chín mềm rồi đấy các bạn. Giờ mình sẽ lấy khoai ra nhé. Sau đó mình sẽ xay cho thật là nhuyễn. Sau khi mà mình xay xong á các bạn, thì phần bột của mình nó có cái màu tím của khoai lang nè, nhìn rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đi hấp nha. Mình đã bắt lên bếp một cái xửng hấp rồi. Và đây là cái khuôn thì các bạn nhớ là mình sẽ quét dầu đều hết luôn nha. Và dưới đây mình có lót một cái miếng dây nến, để khi mà mình hấp xong mình lấy ra nó sẽ dễ hơn, nó sẽ không có bị dính vào trong cái khuôn đó. Và bây giờ mình sẽ đổ cái phần bột khoai lang vào trước. Các bạn nên dùng cái ca để mình đổ cho nó đều hơn. Ví dụ mình đổ nửa ca khoai lang màu tím, rồi mình chút nữa mình đổ nửa ca phần bột màu trắng. Như vậy thì nó sẽ rất là đều. Rồi đậy nắp lại và mình sẽ hấp trong vòng 5 phút. Mình hấp được 5 phút rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ chế tiếp cái lớp bột màu trắng vào nha. Mình cũng cho vào trong cái ca như thế này rồi mình chế vào. Rồi mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ hấp trong vòng 6 phút. Cứ mỗi khi mà mình chế vào một lớp như vậy á, thì các bạn cứ tăng lên 1 phút nha. Sau khi mà các bạn đổ cái lớp bột cuối cùng vào á, thì mình sẽ hấp thêm 20 phút nữa với lửa nhỏ. Mình hấp với lửa nhỏ để cho phần bột của mình nó không có bị phình lên nha. Và bánh thì mình cũng đã hấp chín rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra khỏi cái xửng hấp. Bánh này thì mình để cho thật là nguội rồi mới lấy ra khỏi cái khuôn nha. Phần bánh này thì mình để thật là nguội để mình lấy ra cho dễ đó. À, mình dùng một cái bọc thực phẩm, mình bọc con dao lại như thế này
để khi mình cắt bánh thì nó sẽ không có bị dính dao, với lại bánh của mình nó sẽ được láng hơn nữa. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Bánh nguội các bạn lấy ra nó mới không có bị dính nha. Nếu mà còn nóng thì nó hơi mềm, lấy ra rất là khó. Khi nguội lại thì nó rất là săn. Các bạn thấy mình lấy bánh ra rất là dễ dàng luôn đó. Wow, bánh rất là láng luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ xắt bánh ra nha. Đây các bạn nhìn bánh nè, rất là đều nha, những cái sọc sọc đó các bạn, từng lớp nó rất là đều. Một lớp màu tím nè, một lớp màu trắng. Và bánh rất là dẻo luôn đó. Các bạn nhìn mình xếp nó lại nè, nó cực kỳ dẻo dai luôn. Và khi cắt ra thì cái mùi của bánh đó các bạn, nó thơm hơn rất là nhiều nữa. Wow, dẻo dai dễ sợ luôn á. Nó giãn lắm á các bạn, mình nắm mình kéo nè. Các bạn thấy nó có cái đồ giãn không? Và bánh thì mình đã xắt ra xong rồi đấy các bạn. Nhìn như vậy nó giống như là rau câu vậy đó. Nhìn màu sắc của bánh nè các bạn, rất là hấp dẫn luôn đó. Để mình lột từng lớp thử nha. Đây các bạn thấy nè, mình lột ra từng lớp như vậy là nó không có bị dính lại với nhau. Rất là dễ lột luôn và bánh thì rất là láng luôn. Để mình ăn thử nha. Bánh dai lắm luôn á các bạn. Vừa dai nè, rồi có cái vị ngọt rất là vừa ăn và cực kỳ béo luôn á. Và đây là cái màu tự nhiên của khoai lang tím đấy các bạn. Khoai lang thì ăn rất là bổ nè và rất là tốt cho sức khỏe nữa. Mình kết hợp khoai lang với lại bánh da lợn này á, thì mình thấy ăn nó vừa ngon nè, lại vừa thơm vừa béo nữa. Màu sắc thì vô cùng hấp dẫn luôn. Và cái màu khoai lang tím này nè các bạn, khi nhìn vào thì nó giống như là cái màu lá cẩm vậy đó. Ở đây mình dùng cái loại khoai lang tím để cho nó có cái màu đậm và đẹp hơn. Ngoài ra các bạn cũng có thể dùng khoai lang Nhật màu vàng nè. Và thường thì những cái đám tiệc ở dưới quê đó các bạn, đặc biệt là đám giỗ, mình thấy người ta hay làm cái món bánh da lợn lắm. Và những bạn nào mà mình chưa từng thưởng thức qua cái món bánh da lợn khoai lang thì các bạn có thể làm và thưởng thức thử đi nha. Bánh này thì các bạn có thể để qua đến ngày hôm sau mình dùng cũng được. Mà các bạn đừng để vào trong tủ lạnh nha, để vào trong tủ lạnh thì nó sẽ bị cứng đó. Còn các bạn mà ăn không hết á thì mình để vào tủ lạnh, nhưng mà các bạn đem ra phải mình phải đem hấp lại nhé, hấp lại nó mới mềm. Và các bạn ơi, video làm món bánh da lợn khoai lang của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha. Nếu các bạn có yêu thích video của mình thì hãy nhớ like nè, rồi chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!